Xin chào các bạn, đây là game DC Edward. Hôm nay mình sẽ lái thử một chiếc Spitfire Mark 9, một chiếc tiêm kích khá danh tiếng của Anh Quốc thời Thế chiến 2. Mình sẽ thực hiện một cuộc không chiến quần vòng với một đối thủ khá ngang cơ, chiếc Fokker Wolf 190 A8 của Đức. Chiếc máy bay Đức được trang bị khá mạnh với 4 pháo 20 ly ở cánh và 2 súng máy 13 ly ở mũi, trong khi chiếc Spitfire Mark 9 của mình được trang bị 2 pháo 20 ly và 4 súng máy 7,7 ly ở cánh. Trong khi về độ cơ động thì chiếc Spitfire Mark 9 được đánh giá cao hơn chiếc Fokker Wolf 190 A8 một chút. Chiếc Spitfire Mark 9 có tốc độ leo cao tốt hơn. Do vậy mình sẽ thực hiện các vòng lượn theo chiều dọc để vòng ra sau đuôi chiếc máy bay Đức. Trong cuộc không chiến quần vòng như thế này thì phi công luôn phải ngửa cổ lên để quan sát máy bay địch. Mắt phải luôn dõi theo máy bay địch, không được để mất dấu. Loạt đạn của mình đã rỉa trúng máy bay địch. Khi bị trúng đạn, có thể một số bánh lái của máy bay địch sẽ bị hư hại, khiến máy bay mất sự cơ động. Khi đó mình có thể dễ dàng đuổi theo để dứt điểm. Máy bay địch vẫn ở trong tầm ngắm. Lại một loạt đạn trúng đích. Có vẻ chiếc máy bay địch đã bay khá lờ đờ. Và loạt đạn của mình đã khiến máy bay địch bị gãy cánh. Máy bay đang bốc cháy và lao xuống đất. Bây giờ chúng ta cùng quan sát lại cuộc không chiến vừa nãy qua góc nhìn thứ 3. Loạt đạn này đã bắn trúng bánh lái đuôi ngang trên máy bay Đức.
Và đó chính là loạt đạn dứt điểm. Bây giờ mình sẽ tạo một cuộc không chiến do máy điều khiển giữa 4 chiếc Spitfire Mark 9 và 4 chiếc Focke Wulf 190 A8 để xem phi đội nào sẽ chiến thắng nha. Một chiếc máy bay Đức vừa bị bắn hạ. Kết quả của trận không chiến đang ngã ngũ. Đội Spitfire chỉ mất một chiếc để tiêu diệt 4 chiếc máy bay Đức. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.